Chào các anh em, chào mừng đến với mình. Chắc là mọi người đã nhìn thấy cái tiêu đề của video ngày hôm nay. Đó là tại sao chúng ta khi mới bắt đầu sử dụng nước hoa thì các anh em thường có xu hướng ngửi giống như mùi, giống như khoảng, chắc là mình có nghĩ khoảng 50-60%. Thấy nước hoa chai nào cũng như kiểu Romano hay là Boss hay là X vân vân. Thực ra thì năm ngoái mình đã có ý định làm về cái chủ đề này rồi, thế nhưng mà mình lại thôi bởi vì có hai lý do. Cái thứ nhất, cái quan trọng nhất, đó là không có một cái tài liệu, không có một cái hướng dẫn nào giải thích về cái vấn đề này. Tất cả đều là chỉ là mình đọc, mình tìm hiểu, rồi mình tự tổng hợp, mình tự đúc kết lại là theo như ý của mình hiểu mà thôi. Đó, chứ nó không phải là từ một nhà nước hoa nào đấy mang ra để giải thích cho các con chiên hâm mộ nước hoa thì là không phải. Cái thứ hai nữa thì thực ra mà nói thì người mùi hương nước hoa nó rất rất là trừu tượng. Không có một cái tiêu chuẩn chung nào dành cho các anh em là khi mà ngửi ví dụ chai này là bắt buộc là phải 15-20 phút đầu là phải mùi này, thì không phải là như thế. Tùy theo gu của mỗi người ngửi. Thế nhưng mà bởi vì hôm trước thì có một người anh em comment trong cái video mình làm về cái chai Afnan Supremacy, đó là tại sao khi mà em xịt thì em lại thấy mùi giống như Romano đó. Thì cộng thêm mấy lần trước là có mấy người anh em hỏi rồi, cho nên mình quyết định thôi, trong video này thì mình chia sẻ đến với mọi người những cái gì mình biết, những cái gì mình tổng hợp lại, và mình nghĩ rằng đó là cái nguyên nhân tại sao khi mà chúng ta, nhất là các anh em newbie, ngửi mọi chai nước hoa đa phần là như thế, ngửi đến khoảng tầm từ 50-60% là chúng ta đều thấy rằng nó giống Romano đó. Thì đấy là cái chủ đề trong video ngày hôm nay. Và nếu như các anh em nào có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Để giải thích tại sao những người mới ngửi nước hoa thường có cái xu hướng giống như mùi dầu gội đầu hay là những cái mỹ phẩm mà chúng ta thường tiếp xúc hàng ngày, thì theo như quan điểm của mình, ở đây có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó là thành phần trong các cái lọ juy của các loại nước hoa này, nó không đơn giản như các anh em thường được thấy trên web người ta list ra. Không phải là chỉ có mỗi nốt mở đầu là tiêu cam, nốt giữa là cỏ hương bài, nốt cuối là gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng xạ. Không phải là như thế, mà thực tế ở trong cái juy nước hoa này nó rất rất nhiều những cái chất hợp chất hóa học đó. Và ở đây có những cái chất mà nó được rất 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 phổ biến ở trong ngành mỹ phẩm nói chung, chứ không riêng gì nước hoa, mà ở đây ví dụ như là dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, nước rửa bát, vân vân, bla bla bla, rất rất nhiều. Mà ở đây có thể mình sẽ list cho một vài chất rất là phổ biến cho các anh em. Chất đầu tiên đó là coumarin. Coumarin nó là một cái hợp chất được, nếu như bình thường trong tự nhiên là được chiết ra từ đậu tonka đó. Trong thành phần tự nhiên thì nó là đậu tonka, nhưng bởi vì không thể nào mà đủ được với cái sự phát triển như vũ bão nước hoa, và làm sao mà có thể đảm bảo 100% là có thể tự nhiên, thì coumarin hiện tại thì là đa phần đều là chất hóa học, và nó có một cái mùi hương giống như là vanilla đó. Nếu như mình sai thì anh em nào vào comment góp ý nhá, chứ đừng căng thẳng quá đó. Thì các anh em đã biết vanilla thì rất rất được chuộng rồi, từ bánh kem mỹ phẩm, nhất là trong các cái sữa tắm của các chị em thì vanilla rất rất là được chuộng, kể cả như là xịt nách cũng thế, có mùi vanilla rất rất là được chuộng. Thì điều đó đồng nghĩa rằng khi mà chúng ta gửi một cái mùi hương của một chai nào đấy mà sử dụng nhiều chất vani thì biết đâu chúng ta lại thấy nó sao nó giống một cái loại mỹ phẩm nào mà chúng ta dùng hàng ngày đó, cũng có mùi na ná như thế. Hoặc là như là chai hợp chất limonene. Limonene là một chất được tìm thấy trong rất là nhiều ở cam này, quýt này, chanh này, bưởi đó. Theo như mình được biết là những cái chất này, cái chất này nó chiếm phải đến 90%, và tất nhiên rồi nó được sử dụng trong rất rất nhiều nước rửa bát này, mỹ phẩm như dầu gội đầu, sữa tắm đó, và kể cả nước hoa nữa.
là như chất linalool. Đây là một chất được sử dụng đến tầm từ khoảng 60 đến 80% trong ngành mỹ phẩm nói chung. Mỹ phẩm nói chung nhá, không riêng gì nước hoa. Thì mình mới chỉ list qua một vài chất gọi rất rất là phổ biến. Các anh em đã có thể thấy rằng là nước hoa và dầu gội đầu hoặc là tất cả những cái mỹ phẩm khác sử dụng rất rất nhiều hợp chất chung giống nhau. Ví dụ như mình vừa list ra là coumarin này, limonene này, linalool vân 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 vân, còn rất rất nhiều những chất khác. Thì đấy, theo như mình cảm đánh giá, đấy là một trong những nguyên nhân tại sao khi chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc nước hoa, chúng ta sẽ thấy chai này tại sao có nét giống với cái này. Đó, đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai đó là về cái cơ chế não bộ chúng ta khi mà xử lý những cái phân tử mùi hương. Khi mà chúng ta ngửi từ khứu giác này, đó, những cái phân tử nó sẽ đi lên và nó sẽ đến hai cái bộ phận ở trên não, trong não của chúng ta, đó là hạch hạnh nhân và hồi hải mã. Đây là hai nơi sẽ chi phối xử lý về cảm xúc và trí nhớ của chúng ta. Đó, hồi hải mã là cái nơi mà nó xử lý những cái tập tin bộ nhớ, nó giống như kiểu một cái file ổ C của chúng ta trong laptop ấy. Đó, những cái gì mà trước đây, từ trước đến hiện tại mà kỷ niệm bộ nhớ, những cái gì mà chúng ta đã trải qua thì nó sẽ lưu lại hết trong cái hồi hải mã đấy. Cho nên những người nào mà bị mắc cái chứng teo hồi hải mã nó nhỏ lại thì là những người bị mắc cái bệnh mất trí nhớ, Alzheimer, là mình cái gì mình không nhớ lắm. Đó, và những người bị cái teo cái bộ phận hồi hải mã đấy. Thì nói một chút, khi mà chúng ta thời gian đầu chúng ta tiếp xúc với nước hoa thì trong bộ nhớ của chúng ta nó không có một cái khái niệm gì về cỏ hương bài, nó không có khái niệm gì về xạ, về gỗ tuyết tùng, về đậu tôn ca, mà nó sẽ chỉ có những cái mùi mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày như là sunlight, romano, ash, boss, vân 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 vân, những cái mùi mỹ phẩm hàng ngày chúng ta tiếp xúc. Thì khi mà chúng ta ngửi mùi hương nước hoa, cái não bộ chúng ta nó không có một cái khái niệm gì về cái dữ liệu về cái mùi hương mà chúng ta đang ngửi, và nó sẽ bỏ qua. Các anh em phải hình dung đó là não bộ khứu giác chúng ta nó giống như một cái radar, nó không có trách nhiệm chỉ có việc quét mỗi cái mùi hương nước hoa, mà khi nó cảm thấy không có một cái dữ liệu, nó sẽ bỏ qua và tiếp tục quét những cái khác. Do vậy khi mà chúng ta ngửi, thời gian đầu chúng ta tiếp xúc với mùi nước hoa, thì khi mà nó đi lên não chúng ta không có một cái khái niệm gì về những cái mùi hương này, bỏ qua. Và càng ngửi thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy là nó giống với cái này. Bởi vì sao? Bởi vì não bộ chúng ta không có một cái dữ liệu gì về những cái mùi hương mới đang ngửi, mà chỉ có những cái đã có sẵn trong trí nhớ của chúng ta, trong cái bộ phận hồi hải mã của chúng ta. Do vậy, khi mà càng ngửi 30-40 phút sau thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu lờ mờ, sao cái mùi này nó giống như Romano, sao cái mùi này nó giống như Boss, sao cái mùi này nó giống như X. Bởi vì não bộ chúng ta đang xử lý với những cái dữ liệu có sẵn. Đó, thì đấy là cái nguyên nhân thứ hai theo mình là tại sao chúng ta lại ngửi thấy giống dầu gội đầu hoặc là một cái gì đấy. Ok, nguyên nhân thứ ba đó là nước hoa nó chịu sự chi phối rất là lớn về mặt cảm xúc. Và thông thường thì những ai mà mới mua nước hoa hoặc là khi mà đã mua, chúng ta có một cái gì đấy không cảm thấy là chắc chắn, không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy yên tâm về mùi hương, thì đại đa số đều có một cái xu hướng quy đổi thành mùi giống dầu gội đầu. Bởi vì như mình đã nói, nước hoa nó chịu sự chi phối rất là lớn về mặt cảm xúc. Đó, thì mình cho rằng khi mà chúng ta mua nước hoa kiểu như tấm chiếu mới, và chúng ta thấy rằng
không ổn, thì cái tâm lý của chúng ta nó xuất hiện một cái gì đấy, nó không còn được, gọi là không còn cảm thấy nó free nữa, không còn cảm thấy thoải mái nữa. Mà lúc đấy nó chỉ là một cái sự nghi ngờ, thì chúng ta rất dễ sẽ quy ra là mùi xà bông, mùi rộng ở đó, bất kỳ một cái gì đấy. Đó, thì đấy theo mình đấy cũng là một cái nguyên nhân làm sao chúng ta sẽ quy ra những do những cái thứ này. Ok, đấy là ba nguyên nhân mà theo mình là các anh em bị dính phải. Điều đầu tiên mình list lại, nó sử dụng chung các cái hợp chất hóa học của các ngành mỹ phẩm. Cái thứ hai đó là do chúng ta về mặt não bộ, về mặt trí nhớ là không có những cái dữ liệu của mùi hương mới. Và cái thứ ba là về mặt tâm lý. Đó, thì theo mình đó là cái mình đúc kết lại, và mình nghĩ rằng đấy là cái nguyên nhân tại sao khi mà các anh em mới bắt đầu tiếp xúc nước hoa, chúng ta thường có cái xu hướng giống như thế. Mình không biết là các anh em tin mình được bao nhiêu phần trăm, bởi vì như mình đã nói, đây không phải là thông tin chính thức. Do vậy các anh em đừng quá là tin 100%, mà cũng chỉ nên coi là tham khảo mà thôi. Đó, thì video của mình đến đây là hết. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.